chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Ta Bảo TV. Tâm rửa đi, rửa tay ra. Lâu lắm rồi anh em mình mới ra đồng mọi người ạ. Cũng phải cỡ đến tháng rời rồi. Tại vì anh em mình cứ đi lung tung suốt với lại dạ, anh mình à, phiêu bạc giang hồ. Với lại Z mới hôm nay mới có được cái thời tiết đẹp như thế này. Nên anh em mình quyết định ra đây làm một nồi lẩu. Mọi người biết lẩu gì không? Lẩu bia nhá, không dùng nước nhá mọi người nhá. Đây. Đấy. Không dùng nước một tí nào đâu nhá. Ấy, bắt đầu đổ bia vào luôn. Đó. Cháy chưa? Cháy rồi. Đấy. Tức là lẩu bia này thì người ta cũng hay ăn với những cái loại thịt thú rừng với lại kia thì nó sẽ dậy cái mùi của thịt đấy. Nhưng mà hôm nay anh em mình thử với người lại ta, ví dụ như thịt kiểu... bò mí xem ra nào. Thịt thịt mí. Đó, bây giờ cho quả trứng vào cho nó ngọt nước. Từ từ rốt lắm, đừng có cho vội. Tí nữa bia nó sôi xong bắt đầu nhúng. Nhưng mà bia làm sao được nó sôi, nó cứ bọt trắng xóa này. Sôi hết, sôi hết. Mọi người thấy quả bếp lò của anh em mình ác chiến không? Ơi, bị đỉnh này. Không sôi họ bắt phải sôi. Đó, tí nữa còn một cái nữa nha. Tí nữa anh em mình sẽ dụ cá đến đây để bắt nó lên và nhúng lẩu. Mọi người tin không? Làm sao mà câu được? Tí nữa dụ nó đến, bây giờ phải có trứng ra. Phải có cái chài ấy. Không. Quá hiểu cái. Đợi trứng tí nữa giả dụ như trứng nó đấy một chút là anh em mình sẽ vã nó ra, tỏa nó dây này, xong rồi cá nó đến nhiều anh em mình sẽ bắt đầu câu đó. Đấy. Đây là cần câu của mình đã chuẩn bị đây. Đây một cái. Đấy. Đây. Đây là cần câu của mình đã chuẩn bị này. Rồi, cần câu ngày xưa mà hay uốn cái lưỡi bằng phanh để câu cá rô đồng đây này. Đó, thấy chưa? Bé tí luôn nhá. Để tí nữa câu bằng cá. Bằng móc sách vở. Đấy. Tí nữa câu. Ôi, ngon không chìm với mày ạ. Bực neo chìm vào. Chắc là chìm không? Phải ngâm nước rồi chìm rồi sao? À, chìm. Nhưng đấy. Chìm hơi chậm. Ngâm xuống nước đi. Của em nha. Em móc cái này xuyên qua em làm neo. Tí nữa, bây giờ đợi nó sôi lắm mọi người ạ. Hơi gió một chút. Cái mồi nha mọi người nha. Từ từ, làm ổ đã, lấy quả trứng khác. Ui. Em là phải trứng nạc, câu nó mới được nha. Trứng cho vào bia sôi nó, đấy nó mất mọi người ạ. Nó nứt. Wow. Mọi người ăn trứng hút như này bao giờ chưa nhỉ? Ôi, chín bố rồi. Chín rồi. Chín á? Quả này chín luôn rồi. Ui, lòng đào nguồn. Trời, chín mất rồi. Mình không thích ăn trứng chín như thế này đâu. Mình cho ra để làm vào. Dụ cá nha mọi người nhá. Đấy. Đây, bây giờ ăn trứng phải ăn thế này. Vớt bỏ mấy quả chín ra đi. Mấy quả chín đâu? Đây. Chín mất rồi. Em chín quả. Ui. Ôi, má em chín được quả này. Bỏ, đưa đây. Đây. Đấy. À, đây. Đấy, đây còn quả nữa này. Ôi, em dùng một quả thôi. Dùng gì nhiều. Đây, cho mày tất. Tao không ăn trứng này. Trứng này ăn không ngon, trứng nó phải thế này này. Đấy, chuẩn bị dúng phát là mình sẽ chén luôn mọi người ạ. Trước tiên là... Ui, bỏng quá. Có cá chưa? Em làm cái mồi to nên còn sơi mới được. Đấy. Không biết là bia nó ăn nó sẽ như thế nào mình còn chưa thử nhé mọi người nhé. Bây giờ sẽ bắt đầu thử với bò mỹ. Nó không được sôi hẳn tại hôm nay gió quá, cái bếp của mình rất là chuẩn rồi nhưng mà nó lại không sôi mọi người ạ. Rất là tiếc cái điều này. Nó chỉ sôi 55 thôi. Hay là bia này nhiệt độ sôi. Tao tưởng cá nữa.
thử miếng bò bia cái nhá. Đấy, ở bên trong ơi, hơi lồng đảo ấy. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Em cấm ngay. Trẻ sẽ nhảy đấy. Mùi toàn bia thôi. Đến đây thì rau ăn thế nào được? Ngon. Chúng không mùi bia. Cho em lên đây, chấm ở đây. Hôm nay mà không bắt được một con cá, mình không phải làm người luôn. Không về. Tao mới chơi cá được không? Chơi. Thằng nào bắt được trước? Này, dạ con quá. Không. Không, con này con của em. Cái mày? Cái anh. Tao phải buộc lựa cho mày chắc. Không. Từ từ. Đây, từ từ. Tao, tao câu một phát đã. Không. Không, cái bông cho kể. Được rồi. Lưu em nhớ. Tao câu cho mày một con cho mày xem luôn. Đường nào cũng thế, mình nghĩ là lẩu bia nó không ăn được không, thế nên là khả năng là mình, anh em mình sẽ chuyển phương án. Mình ăn trứng. Lên TikTok mình xem mấy anh bảo là ăn cái này tăng cơ bắp, tập gym. À, mày biết kiểu gì không? Đây, đưa tao bảo, này, mày đưa tao thiết kế đó. Lòng trắng là ăn cơ bắp tăng tập gym á. Đây, cảm ơn. Dạ, cần mày luôn. Mình sẽ thiết kế lại quả quả đấy của mình nha. Tại vì mình nghĩ đây này, nó sủi bọt thế này mà sôi cũng sôi đấy chứ, đây này, sôi sùng sục đây này. Đấy, mà khi mình nhúng thịt bò vào nhá, mình sẽ ăn thử lại một miếng nữa để xem nó có chuẩn không hay là lúc nãy không sôi nó thế. Nhưng mà thật ra kể cả sôi hay là không sôi ấy, thì cái bia nó ngấm vào cái thịt bò đấy thì nó, mình thấy nó không ổn lắm. Đó. Đấy, sôi sùng sục luôn. Thế mà đấy nhá. Thử lại miếng nữa này. Nó đấy nhỉ anh nhỉ. Nó đắng vị bia ấy. Vẫn ăn được nhưng mà không ngon đâu. Đây, ui, bọc. Wow, đấy. Chuyển thành lẩu nướng. Mấy anh em mình sẽ ăn lẩu nướng nhá mọi người nhá. Còn cái này à, cho trứng vào, om. Ăn trứng hút. Hiểu không? Đấy. Xả ổ. Đây này, xả ổ phải thế này. Xả ổ phải thế này này, nhìn này. Quả này cho vào trứng hút, còn cái này cho thịt bò lên rán, ăn nướng. Đúng rồi. Đấy. Thế có phải được không? khi thất bại một cái gì cũng thế mọi người ạ, thì phải biết xoay chuyển cục tình thế đấy. Không phải là không ăn được cái đấy mà thôi bỏ, không được không? Cuộc sống. Trời ơi. Anh cho em múc một quả. Đúng không? Múc gần hết thôi nha, để cho cá ăn với. Đấy, kéo tót mất. Thịt mẹ. À, còn. À. Cho ra cho tanh nó, cá nó sẽ vào. Đấy. Ui, xa đấy. Xa thì nó vào dần. Đấy. À, từ bỏ ra phát đã, cho cồn vào đã. Ăn trứng hút ngon lắm. Cồn. Món này của anh không khả thi tí nào. Không, đây này, bắt đầu khả thi đây này. Đấy. Không bảo cái món này phí hết cả một nồi lẩu. Đấy, sôi luôn này. Lọt đi anh ơi. Từ từ cho nó đấy phát là. Cái này nó ra mỡ nữa. Đỡ phải dùng dầu rán. Xong rồi tí cho rau vào.
rau vào đây nhúng thành nhúng mỡ. Đấy, thế là chín rồi. Chín rồi mà đệ. Chưa chín. Chín rồi, đây. Chưa mà. Của mày chưa chín đâu, của tao chín đâu. Sôi luôn như kiểu nướng ngói ấy mọi người. Chết. Mày một câu được bắc lên lên trăm nữa. Nhớ nhá. Ăn ok. Ngon hơn nhiều ăn rồi mọi người. Này hút được không? Không. Thế này ngon hơn nhá. À, bia uống không thì được, còn nấu lẩu mình thấy không ngon. Chắc là ở quán người ta phải cho thêm cái gì đấy. Chứ nấu lẩu bia không, mùi nó hăng hăng thế nào mọi người. Đấy. Mọi người thấy ngon không? Miếng thịt này chín chưa? Ngon chưa? Trứng vừa khéo rồi. Phát. Trứng vừa khéo rồi. Cho mồm. Đây. Phát. Cá này. Ăn đi. Nào, cho. Mà luôn ra. Giời ạ. Tao tưởng được cá nữa. Đây. Đây là đây. Đây là cá đuối. À, chuyển sang không ăn được lẩu nước, ta ăn lẩu nướng. Tập câu đây này. Một tay câu và một tay ăn. Đấy, thấy chưa, sôi này. Đấy, nó phải thế này chứ. Nó phải thế này chứ. Cái này nó ra mỡ, nó sôi nhanh mọi người. Mỡ nó nóng. Ngon. Là ngon. Này như kiểu nướng ngói ấy, nướng ngói ấy. Đấy, ngói nướng. Đấy, viên gói để nướng ấy. Rất là tuyệt vời đấy. Ngọc kê ngày trước anh em mình đã từng làm cái món ngọc kê nướng ngói ấy. Ngon anh nhỉ. Câu cá nghe không khả thi mọi người. Tập trung chuyên môn. Làm tí rau cho nó đời. Nó mát. Rau nó sẽ hút chất béo của thịt bò. Bò sao? Thêm tí tỏi nữa. Thế này thêm bò xào. Thêm tí tỏi nữa là đẹp luôn mọi người ạ. Ôi quên. Bò xào cải thảo mọi người ạ. Đây, còn đây là món trứng. Thôi trứng hút. Chả cái món gì cả. Đấy, ui à. Đây, trứng hút nó phải đúng tầm cỡ như thế này nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy. Ui giời, tưởng được đấy. Trứng hút nó phải được tầm cỡ như thế này. Đấy, hút một phát cả chọc phát là hết. Mày ơi. Mày. Dạ. Trứng đến tầm rồi. Ngon cực kỳ luôn. Ui. Tại trứng nó không ngấm, bia nó không ngấm được vào trứng. Đấy. Ở dưới này nó không có cá mấy, trên kia quá cá nhiều kìa. Ăn bò xào, cải thảo. Khá là tuyệt vời. Sao em câu ta được cái cây này nữa. Tuyệt vời luôn. Cái này. À. Ui. Chà. Thập cẩm. Bỏ sao chuyển sang thành sao thập cẩm rồi. Ngon. Tôi nay mình đói mọi người ạ. Tôi nay không ăn gì. Ra đây ăn món này ngon rồi đấy. Xin nhớ đi mà lại ca. May mà lại ca nghĩ ra cái món này đấy. Tôi ngồi đây. Tin đói. Vẫn bản là làm cái gì. Cái gì thì làm mọi người. Nói chung là chưa chắc đã thành công được luôn. Thế nên là cũng không kia gì cả.
anh em mình lại không chơi cái bài là xong rồi cho ra ngoài xong đun xong lại cho vào. Nói chung là nó sôi thì anh em mình bảo sôi, không sôi thì sôi chả sao cả, chuyển sang làm cái khác. Sôi thì bảo là sôi, không sôi thì vẫn bảo là sôi. Không sôi thì bảo không sôi. Sôi. Đấy. Đó. Nước ở khu anh em mình rất là sạch nhé mọi người nhé. Nước suối này rất là sạch, không bị đấy. Không, mọi người đừng nghĩ là nước suối ở mình bẩn nhá. Đấy. Hôm nay sẽ làm món cho thịt bò vào sao, sao cho nó ra mỡ. Ừ. Đấy. Ăn hết lần lượt đã. Chơi thập cẩm luôn. Đấy. Ừ. Tiếp tục. Đấy, quên. Dâu cạn. À, mời không được. Đây là món ngô chiên. Cho ít muối vào. Cho thêm thịt bò, cho ít muối vào. À đây. Ui, đập quả trứng vào nữa. Món này mà trứng thì nó gần chín rồi, thế nên là đây. Đây nha. Thế nên là nó lòng đảo. Đấy. Tại anh em mình làm trứng hút mà. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Bắp cần gì bơ anh đâu. Anh em mình chẳng cần. Bắp trộn cơm, bắp trộn trứng. Chưa được. Hảo. Ngon mọi người ạ. Đây. Đi. Rồi. Nó này có cả trứng cả ngô nhá, có cả thịt nhá. Thảo mà hậu. Rau xào. Món này là món thôi bỏ cái món cá đi, không có không được đâu. Bác lên lưng ra một nướng. Đi câu cá cũng oai lắm, được hai cái giải khoe suốt. Cả thế à? Anh có được không? Khoe hết năm. Anh có được không một phè? Anh có được không? Sao có gì khoe? Hai cá đi câu chỉ đủ cái hình thôi. Còn hơn cái loại cá tự ăn tự lao đầu vào lưỡi. Kệ. Đấy là nó biết trước là không, nó biết trước cảnh là nó sợ nó đau và xác định nó kiểu gì nó bị em bắt rồi. Thế này, nó vào xin đầu thú trước. Thế sao nó không vào của tao? Anh ăn ở không tốt đấy. À, tuyệt vời. Đâu, chén. Đây, cho một cái trứng lòng đảo, tao thích trứng chín. Ngọt lắm. Tao ăn đã thịt thôi. Nóng thế. Đấy, nóng như thế này mà cho nước cho cái này vào thì lại không sôi. Chán thế. Ngon mọi người ạ. Tuyệt vời. Nó như kiểu nướng á. Là mọi người ăn lẩu nướng như thế nào thì đúng như thế luôn. Nhưng mà nướng ngói nó khác, cái này có vật liệu này cũng như ngói mọi người ạ. Ăn ngon lắm, tuyệt vời luôn. Chứ còn cái món lẩu bia là món này không thành công mọi người ạ. Thất bại các bạn. Thất bại này các bạn. Bao nhiêu thịt vậy?